Sáng ngày 5 tháng 10, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực đã tìm thấy thi thể bé trai, sinh năm 2019, trú thôn Trung Sơn, tại khu vực dưới dòng lạch cống Đá Bạc, thuộc thôn Đại Đồng, xã Cương Giáng, khả năng do bị đuối nước. Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, bé trai đi cùng ông nội đến nhà người thân ở thôn Đại Đồng, xã Cương Gián. Tại đây, bé ra chơi một mình ngoài cổng nhà, sau đó mất tích.